chủ ơi, cậu chủ ơi, các người đâu rồi, các người đâu rồi? Cha mẹ ký sinh trùng chúa tể của các người gặp nạn rồi. Mấy anh em nghe rõ chưa? Nhưng sinh vật này là... Ồ, nhìn kìa, là một ký sinh trùng thuộc hạ của cha mẹ chúng ta. Này, này, cha mẹ của chúng ta đi đâu rồi? Mấy người không lẽ là ký sinh trùng cô chú, cậu chú đã tìm được chủ thể ký sinh mới rồi à? Đúng vậy, là bọn ta đây, còn cha mẹ của bọn ta đâu? Nhưng ký sinh trùng chúa ta đã tới một nơi gọi là công ty Poppy Playtime để tìm những chủ thể thật sự mạnh mẽ, nhưng đã thất bại hoàn toàn rồi. Người nói cái gì chứ? Cha mẹ của bọn ta là những ký sinh trùng chúa ta, họ vô cùng mạnh, làm sao mà thất bại được? Nhưng mà bọn họ đã đối mặt với những con mèo khác đắt kinh dị không hề tầm thường. Hai bên đã lao vào nhau cấu xé lẫn nhau. Tôi sợ quá, lập tức tìm cô chủ cậu chú để báo tin nè. Mau tới đó giúp họ đi. Chết tiệt thật. Được rồi mấy anh em, chúng ta vừa có cơ thể ký sinh mới cũng khá là mạnh mẽ. Mau tới đó giúp đỡ cha mẹ của chúng ta thôi. Khốn kiếp, sao cái công ty này lại xuất hiện thêm búp bê quái vật mới nữa thế này? Không phải loài mèo khát nát là bá chủ ở đây đã bị bọn ta đánh bại rồi hay sao? Người nói không sai, lũ mèo khát nát đó thật sự là lực lượng đã thống trị công ty Poppy này và nhốt ta trong tù ngục. Ta phải mất rất nhiều thời gian để thoát ra ngoài. Thật không ngờ thời thế đã thay đổi. Khổ kiếp thật. Thật chết tiệt. Mượn dao giết người này, tôi lợi dụng công sức của loài ký sinh trùng bọn ta tiêu diệt lũ khát nát, Rồi cướp công của bọn ta, thống trị công ty này. Con ký sinh trùng trong cơ thể của khát nát dồn cho xích kia. Người nhận ra chuyện cũng hay lắm đây. Ta sẽ thống trị công ty này, rồi bắt đầu chế tạo ra nhiều búp bê rồng để sừng bá nơi này. Khổ kịp. Đằng này. Kìa, phía trước chính là công ty Poppy Playtime. Chết tiệt, hình như chúng ta tới trễ rồi. Cha mẹ ký sinh trùng chúa tể của chúng ta đã kết thúc trận chiến rồi. Nhưng sao không thấy cơ thể của quái vật John Joseph bị ký sinh nào hết vậy? Không lẽ họ đã thất bại? Không đâu, chắc chắn họ sẽ không thất bại được. Họ rất mạnh mà. Đúng rồi, có lẽ những cơ thể này quá tầm thường với họ, họ không thèm ký sinh vào thôi. Cậu chủ, cô chủ, nhìn kìa. 1, 2, 1, 2, mau tiến lên, dọn dẹp sạch sẽ những cái xác kia. Công ty Poppy Playtime sẽ thuộc về loài rồng của chúng ta. Hả? Những kẻ lạ mặt nào đây? Các ngươi muốn gì? Chết tiệt. Lũ khốn kiếp đó là thứ gì vậy? Hình như bọn chúng là những búp bê hình rộng thì phải. Nhưng sao bọn chúng có thể cử động được? Có lẽ bọn chúng biết được tung tích của những ký sinh trùng chúa tể cha mẹ chúng ta. Ở đây là công ty Poppy Playtime, là nơi sản xuất ra những búp bê đồ chơi, và bọn ta cũng như thế. Còn các ngươi là những động vật ở thế giới bên ngoài. Mau cút đi, nơi đây không có cha mẹ của các ngươi đâu. Nếu không được trách bọn ta ra tay độc ác. Mẹ kiếp, cái lũ búp bê đáng ghét này, không những không sợ chúng ta mà còn dám lên mặt. Được lắm, tôi nhìn thấy chúng đã thèm thuồng rồi. Tôi muốn ký sinh vào một con để làm chủ thể của tôi. Này, ký sinh trùng thuộc hạ, hãy cẩn thận đó, bọn ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lũ khổ kiếp, các ngươi không nói chỗ cha mẹ của chúng ta, chúng ta sẽ hành hạ ngược lại các ngươi đó. Các người to gan thật. Bọn ta đã nói như vậy mà các ngươi không bỏ đi. Các ngươi còn dám tiến thẳng vào trung tâm của công ty Poppy Playtime à? Nào, tất cả những búp bê rồng cùng hù lên, xé xác lũ quái vật kinh dị này đi. Chết tiệt. Sao lũ búp bê này mạnh dữ vậy? Cố lên nào những quái vật chúa trôi xin. Hãy tiếp cận bọn chúng, xé xác bọn chúng ngay lập tức. Được cho bọn chúng chống cự lại chúng ta. Chết đi. Không, chúng ta vừa mới được chào đời, lại chết rồi.
chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Hả? À, ký sinh trùng vô cho xích thuộc hả? Ngươi đâu rồi? Ngươi đâu rồi? Tôi ở đây, tôi ở đây. Tôi bị bọn chúng sẽ tan hết nội tạng rồi. Tôi không sống rồi. Các cô, các cậu, ai, ai mau cứu ký sinh trùng chúa tể đi. Hồ Kim Tật. Được rồi, các anh em, mau tiến lên tới nào. Nhầm, nhầm, nhầm. Ngon quá, ngon quá. Hả? À, lại là lũ búp bê rồng nữa. Lũ khổ kim, các ngươi mau dừng lại. Hả? Nhưng kẻ nào to gan dám vào trung tâm của công ty Poppy thế này? Chết tiệt thật. Hả? À, khổ kim, khổ kim. Đằng, đằng kia chính là ký sinh trùng bảy màu chúa tể. Là mẹ của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Khổ kiếp, bình tĩnh đi sư tử vô cho xích. Có lẽ lũ khốn này đã giết chết bảy. Cái gì? Thưa ký sinh trùng bảy màu đó là mẹ của chúng mày à? Thì ra chúng mày cũng là những ký sinh trùng đã ký sinh vào những cơ thể động vật kinh dị như thế này. Lũ đáng ghét chúng mày to gan còn bát mặt tới đây. Được, bọn tao sẽ xé xác luôn chúng mày. Cầm mồm đi, lũ chết tiệt. Bọn tao sẽ không nhiều lời với các ngươi nữa. Các cậu, bọn giúp tôi báo thù cho mẹ của tôi nào. À, gì thế này? Sao bọn chúng nhanh quá, mạnh quá vậy? Rồng, rồng, chúa tể ơi, chúa tể búp bê rồng ơi, cứu chúng tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Người là ai? Người là ai? Là con đây. Con là ký sinh trùng nhỏ bé của mẹ đây. Con cùng với các anh em, cùng cha khác, mẹ khác, đã tìm được cơ thể của những động vật hoang dã. Con ký sinh vào cơ thể của một con sư tử và biến thành sư tử vô cho xích thế này đây. Thì ra là con. Cuối cùng con cũng tìm được chủ thể của mình. Nhưng nơi đây nguy hiểm lắm. Có một con búp bê rồng kinh dị biết phun lửa, mạnh lắm. Mau cùng các anh em chạy đi. Nó đã đánh bật mẹ ra. Chủ thể khát nát kia của mẹ. Nếu nó thấy các con, nó sẽ không tha đâu. Không, không. Chúng con sẽ không đi đâu cả. Chúng con sẽ cứu mẹ và những ký sinh trùng chúa tể khác. Vậy sao? Các ngươi có đi cũng không thoát khỏi tay của ta đâu. Quá trễ rồi, chịu chết đi. Lũ khốn kiếp quái vật ký sinh trùng kia. Khốn kiếp? Có lẽ thứ này chính là búp bê rồng mà mẹ cậu đã nói đó, sư tử vô cho xích. Thế chết tiệt kia. Ngươi đã giấu cơ thể của những ký sinh trùng chúa tể còn lại, trong đó có mẹ của ta. Ở đâu? Mau nói đi. Ồ, thì ra tất cả chúng mày đều là con của lũ khốn kiếp đó. Lũ khốn kiếp đó đang bị giam cầm ở một nơi đặc biệt. Để ta thấy những chất ký sinh của bọn chúng rồi. Thật đáng ghét, ta sẽ liều mạng với ngươi. Chết tiệt, chết tiệt. Thật sự, thứ búp bê rồng này biết phun lửa. Các cậu, hãy cẩn thận với lửa của nó. À, đông quá, đông quá. Chúng mày đâu, có thể hạ một mình tao à? Chúng mày thật ngây thơ đó. Lũ ký sinh trùng nhóc con, ngay cả những quái vật mèo khát nát còn phải kiêng nể ta mấy phần đó. Huống chi là lũ động vật tâm thương của chúng mày. Cầm mồm lại đi, thứ chết tiệt. Đừng so sánh bọn ta với lũ mèo khốn kiếp đó. Bọn ta là những quái vật chưa cho xích. Mặc dù cơ thể của những động vật tâm thương, nhưng bọn ta ký sinh vào sẽ hợp nhất thành những thực thể vô cùng mạnh. Nào các anh em, cùng nhau phối hợp tiêu diệt con rồng chết tiệt để đi. Cái lũ cứng đầu đây. Chết tiệt. Thắng rồi. Nào các anh em, mau chia ra tìm những ký sinh trùng chúa tể còn lại cha mẹ của chúng.